Xin nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý đã về dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương phong trào thi đua năm học 2021-2022 huyện Thủy Nguyên ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công, tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, tôn sư trọng đạo là một truyền thống và đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Nhờ có đảng soi đường, những người thầy giáo, cô giáo đã không quản ngại khó khăn, dìu dắt bao lớp học sinh trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan, dạo dực. Câu nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư vẫn luôn được các thế hệ học sinh khắc cốt ghi tâm. Dù họ là ai, làm gì và ở đâu, thì trái tim họ cũng luôn hướng về, thắp lên ngọn lửa tri ân đối với các thầy cô giáo của mình, những người mang sứ mệnh trồng người cao cả. Trong ngày lễ trọng đại và đầy ý nghĩa này, xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề Con thuyền khát vọng. Chương trình nghệ thuật gồm 4 phần. Phần 1, những cánh chim bay đi. Phần 2, gian nan nghề giáo. Phần 3, hạnh phúc người thầy. Phần 4, vững tin ngày mai. Chương trình có sử dụng các ca khúc Bài ca sư phạm tác giả Văn Nhân Thế Cường, Bài học tiên tác giả Trịnh Xuân Mẫn, Người thầy tác giả Nguyễn Nhất Huy, Mầm non hạnh phúc thân yêu tác giả Vũ Cẩm, Niên khúc khúc ca rộn ràng Đời cho em những nốt nhạc vui Tường Vi, Vinh quang sự nghiệp chồng người tác giả cô giáo Thanh Yên, trường tiểu học Liên Khê, Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu tác giả Nguyễn Văn Quỷ. Chương trình có sự tham gia của 343 thầy giáo, cô giáo và học sinh đến từ các trường Mầm non Kênh Giang, An Lư, Liên Khê, Tiểu học Kênh Giang, An Lư, Thủy Đường, Trung học cơ sở An Lư, Hòa Bình, Liên Khê, cùng các thầy cô giáo trong đội văn nghệ xung kích của ngành giáo dục và đào tạo huyện. Chỉ đạo nội dung, đồng chí Nguyễn Văn Năng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo nghệ thuật, đồng chí Trần Thị Phương, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đồng chí Thanh Yên, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Liên Khê. Kịch bản, cô giáo Tô Hà, giáo viên trường Tiểu học Núi Đèo. Lời bình, thầy giáo Văn Định, cô giáo Tô Hà. Âm nhạc, Việt Đức, Xuân Trí, dựng hình, Việt Hùng. Chương trình nghệ thuật Con thuyền khát vọng xin phép được bắt đầu. Tháng 4 năm 1975, cuộc chiến bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn. Đất nước ta tồn tại hai hệ thống giáo dục khác nhau ở hai miền Nam Bắc, thực hiện những nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt đối với giáo dục miền Nam và tiếp tục phát triển ở miền Bắc. Nhằm thống nhất hai mô hình, hình thành một hệ thống giáo dục theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Ngày 10 tháng 1 năm 1976, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 14 về cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3 nhằm tiến tới một nền giáo dục quốc dân thống nhất, phù hợp với chiến lược tái thiết và phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn dân toàn diện. Cuộc cải cách giáo dục lần này được triển khai bắt đầu từ năm học 1981-1982. Việc thay sách giáo khoa ở các cấp học phổ thông đó là một nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3, đã hoàn thành vào năm 1992-1993, tạo ra sự tương đối hoàn chỉnh trong hệ thống giáo dục, thống nhất trong cả nước từ mầm non đến đại học, áp dụng hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm trong cả nước. Riêng về nội dung giáo dục, so với các chương trình giảng dạy và học tập ở trước đó, chương trình cải cách mang nhiều yếu tố hiện đại hơn, do đó tạo ra tiền đề chất lượng giáo dục có thể đạt tới trình độ cao hơn trước.
Giáo dục Thủy Nguyên lúc bấy giờ cũng đã có sự thay đổi, thực hiện theo 6 nhiệm vụ cơ bản đề ra tại Đại hội Đảng bộ Thủy Nguyên, ra sức phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục, xây dựng cuộc sống văn hóa vui tươi, lành mạnh. Trong bối cảnh đất nước thay đổi, để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới, những người giáo viên mang theo lòng hăng say, nhiệt tình, lòng yêu nghề, yêu đời, sẵn sàng lên đường, đi về bốn phương xa, theo tiếng mà non sông đang gọi. Mình mình sưởi ấm trái tim ta như đàn chim bay khắp nơi, gió bay đi mang theo lời ca, yêu cuộc đời của đoàn ta. Chim bay qua ngàn qua suối vượt núi đồi, mang dòng máu trong tim căng bao xưa mẹ tìm đàn em thơ. Đêm dòng nước trong xanh reo mừng người dập mắt không nào. Bốn phương xa xôi đi theo tiếng loa sông đang gọi ta. Giờ bão đổ xua tan bóng đêm mờ tối, mọi đường người dân đi tới. Đời văn hóa ngày mai, bao ký sự tâm hồn đang xây đắp tương lai tuổi thơ. Ngàn đời nơi ca người ta vinh quang thay thế của ta. Bình minh rời ấm trái tim ta như đàn chim bay khắp nơi. Gió bay đi mang theo lời ca, yêu cuộc đời của đoàn ta. Núi đồi mang dòng máu trong tim căng bao xưa mẹ tìm đàn em thơ. Đêm dòng nước trong xanh reo mầm cây mới rợp mắt thôn làng. Đoàn giáo viên ra đi về bốn phương xa xôi, đi theo tiếng loa sông đang gọi ta. Nương nhớ trong tim bao ước mơ tuổi thơ. Nhà trường là một vườn hoa, là dòng sông mang phù sa. Cải cách giáo dục diễn ra trong thời điểm kinh tế xã hội của đất nước hết sức khó khăn, nên đã có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần của Đảng ta đã đề ra. Các trường học được xây dựng đã xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết các công trình xây dựng đều là nhà cấp 4, nền đất hoặc chạt vôi.
không có cổng, không có tường bao. Số lượng học sinh tăng nhanh dẫn đến tình trạng thiếu phòng học, thiếu bàn ghế. Nhiều lớp học được dựng tạm bằng tranh, tre nứa và học nhờ trong các đình, chùa, nhà kho. Ghế học sinh xây trên nền gạch ba banh, láng xi măng. Tình trạng học 3K là phổ biến. Đồ dùng, thiết bị dạy học kém chất lượng và không thể đáp ứng được yêu cầu của giáo dục bây giờ. Cùng với sự khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất là tình trạng thiếu giáo viên diễn ra trầm trọng, đặc biệt ở Thủy Nguyên. Lương các thầy, các cô được trả theo chế độ tem phiếu, gạo sổ nên đời sống của giáo viên huyện nhà những năm 80 hết sức khó khăn. Nhiều thầy cô phải tìm cách làm thêm để nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình, như chăn nuôi, chăn trọt, đan len, may thêu quần áo, ban đêm đi kéo vó, ban ngày lên lớp. Tuy cơ sở vật chất xuống cấp, đời sống chật vật, nhưng các thầy, các cô vẫn bám trường, bám lớp, vẫn nhiệt huyết giảng bài cho học sinh. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt vẫn được các nhà trường thực hiện sôi nổi. Phòng giáo dục huyện vẫn tổ chức hội giảng mùa xuân nhằm khích lệ tinh thần hăng say chuyên môn của các nhà giáo. Năm học 1982-1983, 80% số xã có mô hình trường vừa học vừa làm. Số học sinh được duy trì và được giáo dục tích cực trong lao động sản xuất. Bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mở. Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ, con cò trắng bay qua câu ca sáng ngọt ngào. Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay. Trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mở. Bài học đầu tiên sóng vỗ lời biến xanh, căng no những cánh buồm cho tiếng hò quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy.
đất nước hòa bình, thống nhất, vượt lên bao vất vả lo toan của cuộc sống thường nhật. Hình ảnh người thầy vẫn hiện lên sáng ngời, kiên trì thắp lửa, truyền đạt tri thức, sưởi ấm tâm hồn thế hệ tương lai với nghĩa cử cao đẹp, tất cả vì học sinh thân yêu. Sự hy sinh thầm lặng của họ thật cao cả và đáng trân trọng biết bao. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày do mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua em đêm trôi mãi, chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sơn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dù đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết là mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết là mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn. Năm 1986, Đại hội Đảng 6 Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện đổi mới đất nước. Theo đó, sự đổi mới được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Dẫu còn khó khăn do lạm phát, tăng giá, nhưng đến năm 1987, các loại hình trường, lớp đa dạng, đặc biệt là trung học phổ thông. Học sinh đi học phải đóng học phí, tự trang bị sách giáo khoa và sách tham khảo. Công tác quản lý giáo dục đi vào nền nếp, đời sống giáo viên được nâng lên. Mô hình trường liên xã được hình thành. Phòng giáo dục được xây mới, đổi tên thành Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đến năm 1999, toàn huyện có 7 trường trung học phổ thông, trong đó có 4 trường quốc lập, 2 trường dân lập, 1 trường bán công, 37 trường tiểu học, 35 trường trung học cơ sở, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm dạy nghề, thu hút 80 đến 81 nghìn học sinh. 35 trên 36 xã có trường học cao tầng, tỷ lệ lên lớp và chuyển cấp hàng năm đạt 98,5 và 99,8%. Đúng là lòng vững chí bền, niềm tin vững bước làm nên cơ đồ. Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng? Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng, gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng, mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương. Hạnh phúc của người thầy không phải là những gì lớn lao, mà từ chính những điều giản đơn trong cuộc sống, với học trò và với công việc mình yêu thích. Dù đơn sơ, mộc mạc mà không phải ai cũng dễ gì có được. Dẫu thời gian và cuộc sống có đổi thay, nhưng tình thầy trò luôn thiêng liêng và cao đẹp hơn bao giờ hết.
Mầm non đẹp biết bao,
Trong những năm tiếp theo, giáo dục Thủy Nguyên đạt được nhiều thành tựu to lớn. Quy mô phát triển, chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên so với giai đoạn trước, dẫn đầu thành phố về số lượng, chất lượng và quy mô trường học đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất và các thiết bị giáo dục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư. Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài được các nhà trường quan tâm. Tất cả tạo nên một động lực lớn lao, niềm tự hào và hạnh phúc của người thầy, khiến họ say mê, mang nhiệt huyết và đam mê cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Trời nào ta chưa thể đến, có ước mơ nào còn xa rất xa, có tâm hồn nào chờ phút thăng hoa, có tình yêu nào chưa thành bài ca, có ngôi sao nào đêm chưa tỏa sáng, có cánh chim nào chờ bay vút cao, có thiên tài nào sáng mai sau, có đường vui nào đang đợi chờ ta. Hãy bắt đầu từ tràng giao an, từ trái tim yêu nghề yêu trẻ. Hãy bắt đầu từ trên bục giảng, từ tôi áo. Hãy bắt đầu từ ngôi trường yêu quý, hãy bắt đầu từ tổ ấm tình thân, hãy bắt đầu từ ánh mắt yêu thương chiếu sáng tương lai, vì một ngày mai niềm tin.
cùng đi. Nào cùng đi khi ta đã là người sao Việt nhân dân. Khi xưa tâm hồn nghề ta có gì đẹp hơn. Lời ta vang trong tiếng gió, niềm tin trong tim trôi xa. Của dân tộc, Đảng và Bác Hồ yêu luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chúng ta tự hào về ngành nghề của mình, tự hào với sự nghiệp trăm năm trồng người đã lựa chọn. Dẫu cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng trong lòng các thầy cô luôn thắp sáng đam mê, chắp cánh ước mơ, mang lại tri thức, đạo đức và nhân cách cho các em học sinh thân yêu. Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương phong trào thi đua năm học 2021-2022 của huyện Thủy Nguyên xin được khép lại tại đây. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và động viên của các đồng chí lãnh đạo.
dành cho các thầy cô giáo và các em học sinh tham gia chương trình nghệ thuật. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.